Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đi tham quan vườn dâu Tây nhá. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 nhá. Đây là sẽ các ngày trong tuần là còn rất là nhiều dâu tại Chi Mi nhá. Còn rất là nhiều dâu, ô, lớn bên kia còn rất là nhiều luôn. Đó, rất là nhiều quả chín luôn. Hiện tại dâu Tây vẫn còn nhá. Mình sẽ đi gặp một anh nông dân ở đây nhá. Dạ em chào anh ạ. Anh làm ở đây ạ? À? Mình đang làm ở đây, mình đang tỉa tỉa lá. Dạ em nhìn vườn nhà mình vẫn còn nhiều quả anh nhỉ? Vườn nhà mình bây giờ vẫn còn nhiều nhiều nhưng mà cũng nhiều vừa vừa đấy. Thì như bên mình ấy thì quả bây giờ thì vẫn có nhiều quả chín đấy. Đấy, có nhiều quả chín đấy. Dạ em nhìn quả chín này không biết có ngọt không anh? Quả chín này bây giờ thì nó vẫn còn mà. Để khi nó chín hẳn đấy, các bạn nhìn nhé, cái quả chín hẳn đấy, chín hết luôn, chín đến cuống ấy, rất là ngọt. Không biết là lượng thời tiết này, thời tiết mưa này có ảnh hưởng đến chất lượng và độ ngọt của quả không anh ạ? Thì tiết mưa ấy, mưa thì mình không lo ngại đâu đâu em ơi, vì mình đã có ni lông này rồi, ni lông chạy che bớt đi cái mưa nó cũng trực tiếp vào cây và quả. Còn thì khi nhiệt độ cao hơn một chút thì quả nó cũng phát triển sinh trưởng kém hơn, nhưng mà vẫn không sao cả. Khi mình chọn hái ở tại vườn đấy thì các em lên chọn cái quả thật là chín nhé, quả thật là chín như đây đây này, đó chín tận tận cuống luôn. Anh sẽ hái cho em xem đó. Dâu tây này thì đến bao giờ thì hết vụ anh? Dâu tây này thì cũng tầm 2 đến 3 tuần nữa thôi em ơi. Em thấy ngoài chợ rất nhiều dâu và rẻ nữa ấy. Em tưởng bây giờ mới là chính vụ dâu chứ ạ? Thì dâu ngoài chợ ấy thì nó có nhiều nguồn, nhiều nguồn mình cũng không biết, có thể ở nơi các nơi khác ấy, thì điều kiện thời tiết nó thuận lợi hơn nên là chắc là nó cũng là chính vụ. Còn dâu của mình ấy thì bây giờ nó ở nhiệt độ nó cũng cao hơn rồi nên là chỉ còn khoảng độ 2 đến 3 tuần nữa thôi đấy. Như các bạn nhìn thấy này, những cái quả chín như thế này nhé, và những quả nhỏ này nữa thôi, và một số các đợt hoa sau nữa thì có thể là điều kiện thuận lợi nhất thì có thể là được hết tháng 4. Sau đấy em cũng ăn cũng không yên tâm lắm, em thích hái dâu tại vườn và thưởng thức những quả tươi ngon hơn. Mời em thử đi. Vâng, em xin phép anh thử anh quả nha. Quả này hơi chua anh ạ. Em biết ăn dâu nhưng mà em chưa biết cách chọn dâu ấy. Đây chỉ xem là mình chọn cái quả dâu như thế nào nha. Quả dâu của em nó chưa chín hẳn đâu. Thì mình bây giờ ấy, đây này, các bạn để ý nha, những quả dâu mà nó chín này, nó chín đến tận cuống luôn này. Đấy, trái này. Anh sẽ mời thử em quả này đi. Quả này ăn chắc chắn là sẽ ngọt hơn cái quả vừa xong em ăn nhá. Thì bây giờ cái thời tiết ấy, cái thời tiết bây giờ thì nó cũng phải là chọn những quả thật là chín thì nó sẽ còn thơm ngon, còn không thì nó sẽ chua hơn thời gian trước. Thời gian trước thì nhiệt độ nó cũng thấp hơn. Quả này sẽ có vẻ là ngọt hơn quả trước nhưng hình như là không ngọt như đợt trước nữa đúng không anh? Đúng rồi, bây giờ thì nó không còn được thơm, ý là không còn được ngọt, thơm thì vẫn thơm rồi, nhưng mà cái điều là không được ngọt như đợt trước. Nhưng các bạn thì cũng ăn những quả chín này, chín thật chín mặn như này thì vẫn ok các bạn nhé. Thì các bạn muốn chọn những quả chín này thì thường thường các bạn nên đi sớm ấy. Đi sớm vào những ngày cuối tuần hoặc là đi vào ngay trong tuần. Vườn mình hiện tại đang quả này nhiều lắm, nhưng không hẳn nhiều lắm nhưng vẫn thoải mái cho các bạn này. Những quả này nó bây giờ thì nó không được to, không được to như là trước nữa vì điều kiện thời tiết bây giờ nó nhiệt độ đã ấm hơn rồi nên là cây sinh trưởng và phát triển nó không đấy, quả nó cũng chỉ là nhỏ như này thôi nha. Quả này không được to nhưng mà chất lượng quả có đảm bảo như những quả to không anh? Chất lượng thì quả bé thường hay còn ngọt hơn đấy. Tại vì sao nó lại bé lại ngọt hơn? Thì khả năng tích đường nuôi dưỡng cây, nuôi dưỡng quả thì nó sẽ bổ sung được các dưỡng chất vẫn có đầy đủ, nhưng mà khi nhiệt độ nó cao hơn rồi thì quả nó không không được to thôi, không được to đấy. Như các bạn nhìn này, quả nó không không được to đấy. Nếu sau khi hết dâu thì nhà mình còn cái quả gì để hái không anh? Sau khi hết dâu thì mình có trồng thêm một số quả khác, củ khác nữa như quả dưa này, hay dưa chuột này, cà chua cũng còn. Nên là vẫn có để cho các bạn đi chơi. Nhưng mà nó không được hấp dẫn hay là được đẹp như quả dâu. Quả dâu vẫn là một cái quả rất là thú, rất là thích.